Tỉnh Điện Biên nằm ở phía tây bắc của nước Việt Nam. Điện Biên được thành lập vào đầu năm 2004, tách từ tỉnh Lai Châu cũ thành hai tỉnh, tỉnh Điện Biên và tỉnh Lai Châu. Tỉnh Điện Biên gồm 6 huyện: Điện Biên Đông, Mường Trà, Mường Nhé, Tổ Chùa, Tuần Giáo và thị xã Mường Lây. Trung tâm tỉnh là thành phố Điện Biên Phủ, nổi tiếng với chiến thắng thực dân Pháp năm 1954. Cuộc sống của người dân tuy đã có nhiều thay đổi, nhưng Điện Biên vẫn là tỉnh nghèo thứ ba của cả nước. Huyện Điện Biên Đông nằm ở phía tây của tỉnh Điện Biên. Từ Hà Nội có thể đến trung tâm tỉnh bằng đường hàng không mất khoảng 1 giờ. Từ Điện Biên Phủ mất khoảng 2 giờ đi bằng xe ca đến huyện Điện Biên Đông. Các dân tộc chủ yếu trên vùng núi này là Hơ Mông 53%, Thái 32,8%, Lào 22%, Khơ Mú 5%, Sinh Môn 3,1%, Kinh 2,3%. Họ sống ở 14 xã thị trấn, 186 làng, 7 khu phố nằm rải rác trên địa bàn huyện. Tổng dân số của huyện tính đến cuối năm 2006 là 51.157 khẩu. Diện tích tự nhiên của huyện là 120.639 ha. Điều kiện khí hậu, vị trí địa lý không thuận lợi cùng với lũ quét hàng năm là nguyên nhân huyện Điện Biên Đông không thể sản xuất đủ lương thực cho 6 tháng mỗi năm. Từ tháng 1 đến tháng 6, hơn 20% số hộ và khoảng 9.785 người thiếu lương thực. Đây cũng là do nguyên nhân đường xá đi lại khó khăn, đặc biệt là đường đến các xã và các bản. Huyện cũng thiếu các nguồn lực tự nhiên, năng suất cây trồng, vật nuôi, năng suất lao động thấp và cơ sở hạ tầng nghèo nàn. Năng suất lúa ở đây thấp nhất tỉnh, tập quán canh tác còn lạc hậu, chủ yếu là đốt nương làm rẫy. Chăn nuôi gia súc gia cầm chưa có sự đầu tư, hệ thống chuồng trại chưa đảm bảo, công tác phòng và trị bệnh cho vật nuôi chưa tốt. Các mô hình canh tác lồng ghép chưa được áp dụng vào sản xuất, hơn nữa còn thiếu các nghề trong và ngoài lĩnh vực nông nghiệp. Dịch vụ chăm sóc sức khỏe chưa tốt, nguồn nước sinh hoạt còn thiếu và không đảm bảo. Hầu hết các hộ chưa có công trình vệ sinh, việc giữ gìn vệ sinh môi trường chưa được chú trọng. Tỷ lệ người biết đọc, biết viết và đến trường còn thấp, hạn chế trong việc tiếp cận với các nguồn lực tài chính và sự hiểu biết chung của người dân về các vấn đề xã hội còn thấp. Tuy nhiên, các bản sắc văn hóa của người dân vẫn được giữ gìn và phát triển. Theo những nghiên cứu và thảo luận ban đầu với cán bộ của các ban ngành trong huyện, thì rất nhiều trẻ em sống trong những gia đình ở những làng vùng núi hẻo lánh không có trường học. Khi năm học bắt đầu, trẻ em phải đối mặt với việc xa gia đình để đến trường bán trú ở trung tâm xã và huyện rất xa. Cũng không ngạc nhiên gì khi đặc biệt các bé gái không bao giờ đến trường hoặc bỏ học. Học sinh ở các trường nội trú phải sống trong điều kiện nghèo nàn, như thiếu ký túc xá kiên cố. Trẻ em phải sống ở các túp lều tranh ở bên ngoài trường học, ngay cả trong những tháng mùa đông. Điều kiện hiện nay của các trường nội trú cực kỳ nghèo nàn, như thiếu giường, đệm, chăn, thậm chí dụng cụ nấu ăn cũng tồi tàn hoặc là không có. Các em không có đủ tiền để mua nồi, niêu hoặc bát đũa. Trẻ em phải sống bằng gạo, hoa quả, rau được cung cấp bởi các thành viên trong gia đình. Cứ cuối tuần, các em về nhà lấy gạo để ăn trong một tuần học ở trường. Các ký túc xá không có điện nên bài tập ở nhà và các hoạt động vui chơi phải làm vào ban ngày. Hơn nữa, rất nhiều gia đình không thể cung cấp sách vở, bút và các dụng cụ học tập thiết yếu cho các em. Đây là nhu cầu cần được đáp ứng nhanh chóng để các em có điều kiện học tập tốt hơn nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam là tổ chức nhân đạo Cơ Đốc giáo hoạt động thông qua các chương trình phát triển và cứu trợ khẩn cấp nhằm cải thiện đời sống của cộng đồng, đặc biệt là trợ giúp trẻ em, người nghèo và người gặp hoàn cảnh khó khăn. Năm 2005, với sự giới thiệu của PACOM và với sự hợp tác của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên Đông, dự án hỗ trợ xây dựng trường nội trú Điện Biên Đông được thực hiện tại hai xã Quỳnh Giàng và Sa Dung. Mục tiêu của dự án là giảm tỷ lệ bỏ học, cải thiện điều kiện sinh hoạt và vệ sinh của các em tại hai trường trên. Ban quản lý dự án cấp huyện, cấp xã được thành lập, một văn phòng dự án được mở tại địa bàn huyện với một cán bộ quản lý dự án và một kế toán. Khi dự án đi vào thực hiện, cán bộ dự án và các thành viên ban quản lý, cán bộ ủy ban xã tiến hành đi khảo sát địa điểm để xây dựng hai nhà ký túc xá trên. Tại xã Sa Dung, một nhà ký túc xá gồm 2 phòng với diện tích 71 m², một nhà bếp và một nhà vệ sinh.
Tại xã Bình Giàng, một nhà ký túc xá gồm 4 phòng với diện tích 142m², một nhà bếp và 2 nhà vệ sinh. Ủy ban nhân dân các xã đóng góp công tạo mặt bằng và cột chống. Ban quản lý dự án cùng cán bộ dự án đã tiến hành mở gói thầu xây dựng nhà ký túc xá, bếp và khu vệ sinh trường trung học cơ sở xã Bình Giàng và Sa Dung. Đơn vị trúng thầu là Xí nghiệp xây dựng tư nhân số 19. Việc xây dựng được giám sát bởi ban quản lý, cán bộ dự án và tư vấn giám sát độc lập và các cán bộ ủy ban nhân dân các xã. Đến cuối tháng 2 năm 2007, hai công trình nhà nội trú tại hai xã Bình Giàng và Sa Dung đã hoàn thành theo đúng thiết kế, gồm khu ký túc xá, khu bếp và khu vệ sinh. Dự án cũng cung cấp 90 bộ chăn, gối, màn và chiếu, 45 giường tầng, 9 bàn học, 72 ghế học sinh, 18 tủ đựng đồ cá nhân được cấp cho hai nhà ký túc xá. Hàng năm, 90 học sinh thuộc hai trường xã Bình Giàng và Sa Dung sẽ hưởng lợi từ các công trình trên. Tại xã Bình Giàng, 36 hộ nông dân có con học tại trường trung học cơ sở đã được lựa chọn tham gia mô hình chăn nuôi bò sinh sản. Trong tháng 9 năm 2006, dự án phối hợp cùng phòng kinh tế huyện mở lớp tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi bò sinh sản cho 36 hộ nông dân. Đồng thời, dự án cũng cung cấp 36 con bò cái cho 36 nhóm hộ nuôi nhằm phát triển kinh tế. Dự án cũng phối hợp cùng phòng kinh tế mở lớp tập huấn kỹ thuật trồng cỏ voi cho các hộ chăn nuôi bò. Đồng thời, dự án cấp 2.520kg giống cây cỏ voi cho các hộ trồng nhằm tạo nguồn thức ăn cho đàn bò của dự án. Tại bản Hồi Dụa, cán bộ dự án đã phối hợp cùng phòng kinh tế huyện mở lớp tập huấn về kỹ thuật VAC cho 20 hộ. Đồng thời, dự án cũng giúp 6.090 con cá và hạt giống rau nhằm giúp các hộ thiết lập mô hình VAC. Trong quá trình đi giám sát hoạt động, hầu hết các hộ nuôi cá khá tốt, nhưng rau thì chỉ có một số hộ trồng tốt do các hộ chưa đầu tư nhiều vào chăm sóc vườn rau. Mặc dù nồi cơm của người dân chưa đầy, nhưng dự án đã giúp một phần nhỏ vào quá trình phát triển của huyện Điện Biên Đông. Nào, chúng ta hãy cùng chung tay giúp những trẻ em này có những nụ cười tươi sáng hơn.